Dạ, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay em sẽ trở lại với mọi người. Đó. Thì trước tiên em chúc cho tất cả các cô chú một ngày mới thật là vui và hạnh phúc. Thì hôm nay em có nhiều cái câu chuyện để em muốn nói với mọi người. Thì câu chuyện trước mắt á, thì em nói về cái câu chuyện mà mọi người trên YouTube á, mà của bên cô Sáu á, thì bây giờ cũng lên nói xấu Hồng Loan và cũng là lôi bùm bùm lên mà để chửi, là nhất là cái kênh mà của Quấn Bình Dương thì cũng lên chửi bùm bùm từ hồi nãy giờ, cho nên em cũng coi. Tại vì sao bây giờ á, là Quấn Bình Dương lên phân tích là nói là bùm bùm là người mà hỗn hào với cha mẹ, thì cô chú có thấy mà Hồng bùm bùm có lên tiếng nói mà hỗn hào với ai không, với ông Bảy Bào và bà Sáu Báo không? Không có nha cô chú. Tại vì sao? Em sẽ nói cho mọi người nghe. Giống như mà Quấn Bình Dương lên hồi nãy giờ chửi mà những anh em YouTube nhà Hồng Loan, và kể cả lôi bùm bùm với Hồng Loan ra chửi, thì em sẽ nói để mọi người biết là như thế nào. Tại vì sao? Chú Bảy là người không ra gì. Chú Bảy Báo đấy là không có ra gì hết. Là có đứa con mà cũng đòi đi từ. Thì cô chú biết rồi đó. Cái ngày mà ông Bảy ông đòi từ là cách đây khoảng một tháng trước. Đó là cái đêm đó là ông nói như thế này, là ông nói là ngày mai á là ông sẽ làm đơn để ông từ bùm bùm. Có không cô chú? Cô chú nhớ lại đi, coi chú Bảy có nói như vậy không. Và chú Bảy vừa lên livestream cùng với bà Cọt Xèo và đang ca hát và bán hàng trên mạng xã hội. Đó, thì chú Bảy có lên tuyên bố là ngày mai là chú Bảy sẽ đi ra phường để làm đơn là từ đứa con như bùm bùm. Đó, thì do là người cha mình sống không có đạo đức, hiểu không? Chứ không phải là người cha mình tốt đâu. Đó, bỏ cha bỏ mẹ mình mà đi gầy cặp với mà người khác mà bỏ con mình, thì ai mà chấp nhận được đó mọi người. Chú Bảy là không có gì mà đúng hết á. Và sau đó thì như thế nào? Thì tối hôm đó thì chú Bảy bị một cái trục trặc, là với hình thức là chú Bảy vừa nói thôi là từ bùm bùm, thì không biết sao chắc chú Năm hiện hình về đó mọi người. Chú Bảy đi lên bệnh viện. Đấy, đi lên bệnh viện nha mọi người. Chú Bảy lên bệnh viện thì chú Bảy nằm trên đó, phải không? Và tụi em có phỏng vấn bùm bùm. Bùm bùm có nói một câu bề nào cũng là cha, cha của em, nhưng mà em muốn thăm thì không lên thăm được, cho nên thôi kệ đi, người nào làm người đó chịu. Cho nên là bây giờ là em cũng không có nói gì. Nói chung là cầu mong cho ba em được khỏe mạnh bình an đi về. Đó, thì bùm bùm có nói như vậy mà trên kênh YouTube em bây giờ mọi người vô xem cái video đó còn, vẫn còn nha cô chú, không bao giờ em nói sai. Đó, nhưng mà bên kia lên nói là bùm bùm chửi bới ông Bảy Bào là không có. Tại vì ông Bảy Bào lên chửi bùm bùm và nghe lời cái bà Cọt Xèo, đó là lên chửi đứa con mình và đòi từ con mình. Chứ thật sự ra bùm bùm chưa chửi, chưa xúc phạm đến bà Sáu với ông Bảy. Toàn là hai người lớn lên mà xúc phạm đến Mỹ Mỹ, bùm bùm và Hồng Loan. Đấy, cô Sáu cũng lên xúc phạm chửi Hồng Loan đồ này kia. Giờ nói là đổi thừa là Hồng Loan đuổi ra khỏi nhà, phải không cô chú? Tại sao không đuổi? Lý do gì cho bà ở trong nhà? Đuổi là đúng, đúng 100%. Chứ để bà ở trong nhà đó thì Hồng Loan còn cái gì mà sống trong đó nổi. Nếu mà cô Sáu mà còn ở trong nhà đó thì Hồng Loan chưa chắc giờ này mà còn chắc xanh cỏ. Thế bà cũng tìm cách bà hại để bà lấy căn nhà mà 100 tỷ của chú Năm thôi. Chứ chạy đâu cho thoát. Trời đất ơi, trong đầu người ta có mưu mô tính kế hết rồi mọi người ơi. Chứ không phải là như mà những cái lời mà thằng Quấn Bình Dương hay là thằng Khám Tử Cung đó, mà với mà thằng mà đạo diễn Đức Cớp lên nói là nói xấu bùm bùm, là nói là bùm bùm lên mà chửi bới cha mình, không có. Đó là chỉ có những cái thằng đó nó dốc, nó láo, nó không đúng sự thật. Chứ bùm bùm chưa xúc phạm đến ai, em nói cho cô chú biết. Đó thì mà tại sao mà lại mà đổi thừa bùm bùm là lên chửi ba của bùm bùm? Ông Bảy cũng chả có cái nhân cách gì hết, có chửi cũng đúng, chứ không phải mà không đúng. Sống vô đạo đức, sống không có nhân cách, bỏ mẹ bỏ con người ta đi cặp cái bà mà miệng thúi đấy, cái bà Cọt Xèo hồi xưa nói sao? Nó bà Cọt Xèo là cái bà miệng thúi, tôi không có chịu, phải không? Hỏi chú Năm đi. Giờ cuối cùng bà Cọt Xèo nói là kêu hai đứa đi làm đám cưới mà đãi nhà hàng năm sau, đãi nhà hàng năm sau á mọi người. Đó, chú Năm mà kêu một phát một, bà Cọt Xèo bà chạy tuột quần bà cũng chạy nữa, để bà đi làm đám cưới với ông Bảy. Trời đất ơi, chú Năm có kêu đâu, mà lôi ra nói là ở nhà chú Năm kêu hai đứa đi làm đám cưới đi, chú Năm lo tiền, không có đâu, quên đi. Cái câu đó là cái câu mà nói phát ngôn ra mà nói trắng thành đen, nó đen thành trắng, là thật sự ra là chú Năm không có.
và tất cả mọi người trong nhà của số 5 Đoàn Thị Điểm không ai chấp nhận cái bà khọt xèo hết với ông 7, chứ đừng có nói dối đó. Coi kỹ trước khi nói nha anh Muốn Bình Dương, tôi nói cho ông biết, hiểu không? Mình lên mình đừng có sạo lờ, mình nói dốc, mình nói cái gì cho đúng. Với thằng mà Đức Cướp á, mình nói gì cho đúng, hiểu không? Chứ còn bụm bụm không có chửi ai nữa. Đó thì hỏi thử đi, hỏi thử đi ông Bảy Báo đi, bụm bụm chửi cái gì ông Bảy Báo? Đâu ông Bảy Báo lên tiếng nói đi, lên tiếng nói thử đi, rồi tôi trả lời cho. Đó quay bà Sáu Báo vô, bà Sáu Báo lên nói Hồng Loan với bụm bụm Mỹ Mỹ lên mà xúc phạm đi, giờ tôi trả lời cho. Quay đi. Chính những người đó nói đó mới hay. Chứ còn những cái youtuber dơ lên nói á, nó khống, vu khống. Thì hôm nay Hồng Loan cũng lên tiếng rồi đó cô chú. Hồng Loan lên tiếng rồi, để chút em đọc cho mọi người nghe. Là Hồng Loan sẽ làm đơn kiện những người mà vu khống và chửi bới Hồng Loan từ bấy lâu nay. Thì chờ đi, giờ có không? Nhất là cái con mì xào của chú. Nói chung là mì xào của chú một lần rồi, lần thứ hai nữa là đi T30. Đấy, một lần rồi, một lần là 7,5 triệu rồi, có không? Đó, có chứ không có. Đó, những cái kẻ mà binh vực bà Sáu toàn là cái loại ngu dốt. Em nói cho mọi người nghe. Đấy, mà cô Sáu cũng không có được tốt đẹp vậy đó. Cái ngày ra tòa đó là không có thấy cái mặt lờ nào đi lên trên tòa án. Em nói thiệt, cô chú nhìn kỹ có thằng nào nó lên tòa án với bà Sáu Báo không? Hay là hai mẹ con nhà ve và cái bà khọt xèo đi vô đó, phải không cô chú? Dẫn bà khọt xèo vô để xách dép, xách dép để cho mà hai mẹ con chạy cho lẹ. Chứ thật sự ra nhục còn hơn chữ nhục. Còn Hồng Loan á, thì YouTube người ta đi theo á, thì con mì xào nó lên á, nó nói á, là đi cả bầy cả lũ cả đám đi mà giống mà đi vô mà nồ người ta vậy đó mọi người. Em thì gọi chữ nồ, còn mì xào là gọi chữ khác, cho nên chữ đó em không thích nghe, em nói là chữ nồ đó, là nó giống như nồ khác. Người ta đi có ba người mà đi cả đống giống như nồ, hù dọa hâm dọa người ta. Trời đất ơi, ai mà dám hâm vô tòa án, ai dám hâm? Chỉ có con ve vô tòa án nó chửi người ta, chứ còn mà bên Hồng Loan có ai mà mắc dạy hỗn hào đâu mà lên chửi bới đâu. Đi vô tòa án mà còn chửi người ta không ra gì. Đó. Chửi mà Việt Băng rồi Lê Minh rồi Hồng Ni có không? Hỏi trong tòa án đó, người ta nói cho nghe. Đó. Sao không có? Bởi vậy đứa con nó giống y chang người mẹ luôn. Cô Sáu bà dạy con bà y chang luôn. Sanh ra y chang luôn. Mà em chưa chắc gì, em nói thiệt với mọi người, chưa chắc gì con ve nó là con của cái ông bây giờ. Đấy, con ve không biết là con ai nữa. Sao bà không đem con ve với cái ông mà đang ở chung với bà đó, bà ra thử ADN đó. Rồi lúc đó ổng té ngửa luôn, rồi đưa ổng đi vô trong mà căn nhà bà mới giành được đó, là căn nhà số 4, là ở Bình Hưng Hòa đó, đưa ổng vô đó ổng đi trước. Rồi xuống dưới ổng giữ căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, Điểm Thị Đoàn nằm ở dưới thế giới thứ hai. Đó là chú Năm đang giữ là căn nhà số 6 Điểm Thị Đoàn, là Hồng Loan đổi tên số nhà cho mọi người. Còn nhà số 4 mà Bình Hưng Hòa là nhà của bà Sáu. Đấy, thì nó chia hết rồi. Bởi vậy bà Sáu bà tranh thủ bà đi xuống dưới lẹ lẹ đi, chứ để chú Năm ông chia cho ông 7 là xong luôn. Là xuống dưới mai mốt là bắt đầu lên cái gia ma ở dưới thế giới thứ hai. Đó. Tiệt cô chú, em không nhìn cười không được. Thì cô chú biết rồi. Ở trên đây á, trần gian mình á, thì nó cũng vậy. Và dưới á, thì cách nhau có một tấc đất thôi. Nó cũng vậy như nhau thôi. Ở dưới cũng có quýnh số đề nữa nha cô Sáu. Hiểu không? Ở dưới cũng có số đề. Đời xuống dưới cũng có, là nói chung là có luật pháp ở dưới chứ, đầu trâu mặt ngựa đầy đủ, không thiếu ai đó. Đó, cô Sáu xuống dưới đi, giờ cô Sáu sẽ dành nhà, là cũng có là tòa án đồ này kia đó. Đó, thì bây giờ cô chú cô chú coi thử nè, ông Bảy Bảo ông đi trước, giờ xong ông xuống dưới chú Năm giao lại căn nhà, là chú Năm ông đi lên thiên đường trước đi, là ông giao lại tất cả cho ông Bảy Báo ông giữ, rồi ông chờ bà Sáu Bào xuống. Đó là hai chị em mà đúng không, là bà Sáu Bào xuống bắt đầu là cho bà Sáu Bào ở phòng, bắt đầu sau này bà Sáu Bào sẽ tranh giành tiếp, rồi từ từ rồi dẫn thêm nè thằng đạo diễn Đức Cướp nè, là xuống nè, là một phòng nè, rồi thằng Muốn Bình Dương một phòng nè, rồi thằng Khám Tử Cung một phòng nè, thằng Hai Bàn Thờ một phòng nè đó, rồi con Hậu Le Le một phòng nè, rồi thằng đạo diễn Đức Lờ một phòng nè, con mì xào của chú một phòng, thì tổng tổng là 10 phòng, thì giao cho tất cả YouTube và hai mẹ con bà Sáu và ông Bảy Báo đó, với bà Khọt Xèo trong đó có con cá bảy màu nữa nha mọi người. Thì ông Bảy ông xuống trước là ông giữ căn nhà đó, thì xuống là bắt đầu ông cho mọi người một phòng, thì sau này ông Bảy ông mắc là bắt đầu mới tranh giành tài sản phải không cô chú? Tranh giành tài sản là ai là người thừa kế duy nhất đó, chắc em nghĩ bà Sáu Báo á, tại bà Sáu Báo trên đây giành không được, xuống dưới bà phải giành, thì xuống dưới phải làm một cái gia ma tiếp, nhưng mà lôi những cái thành phần giống như mà Khám Tử Cung xuống dưới, thì bên ai không biết, bên nói chung là em không biết bên ai đó.
thì xuống dưới là coi chừng là có tranh giành tài sản ở dưới thế giới thứ hai nữa. Thì cô chú coi thử em nói đúng không. Đấy thì chờ đi, giờ xuống dưới giờ lãnh căn nhà đó. Thì hôm nay nè, em nói sơ cho mọi người nghe thôi, cái lũ ngu dốt vô đây nghe. Đây em sẽ cho mọi người xem là Hồng Loan lên tiếng nói như thế nào. Đây bây giờ em đọc á, là nó hơi tối nha mọi người. Em sẽ đọc cái tâm thư mà Hồng Loan gửi lên nè cho mọi người nghe nha. Hồng Loan mới vừa đăng cách đây 2 tiếng thì Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 11 năm 2024 thì thư khuyến cáo cảnh báo hành vi vi phạm pháp luật là chấm dứt hành vi lan truyền thông tin về nhân thân, bí mật đời tư cá nhân. Đó thì Hồng Loan lên tiếng như vậy. Em sẽ đọc hết cho mọi người nghe. Tôi tên là Võ Thị Hồng Loan, con của ông Võ Văn Quang, hợp pháp. Đó, sinh năm 1987. Đó, em bơm vô nha mọi người. Em bơm vô là con ruột của ông Võ Văn Quang, là con hợp pháp duy nhất thừa kế căn nhà số 5 Đoàn Thị Điệp. Thời gian gần đây, kể từ sau phiên tòa làm việc cơ quan liên quan đến vụ là tranh chấp quyền thừa kế tại tòa án ngày 14 tháng 11 2024, gia đình chúng tôi và bản thân tôi là Võ Thị Hồng Loan, con ruột hợp pháp của ông Võ Văn Quang, liên tục bị một số đối tượng là cá nhân đang sử dụng mạng xã hội YouTuber, Facebook, TikToker lan truyền rất nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến nhân thân, bí mật đời tư cá nhân của tôi. Đó, đúng không cô chú? Chính xác 100%. Làm điều này được ở Hồng Loan, cho tụi nó đi xa một chút xíu cho mình đỡ khát nước. Các cá nhân này đã đưa các giấy tờ liên quan tới nhân thân của tôi như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu gia đình, giấy tờ độc thân của cha tôi là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, là ông Võ Văn Quang, giấy giao nhận việc nuôi con hợp pháp, các văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, các văn bản tòa án của cơ quan chức năng liên quan việc giám định chữ ký. Bây giờ nó hơi tối nha cô chú, em lột mắt kiến cho em sẽ đọc, chứ bây giờ để mắt kiến vô không thấy được mọi người, tại tối đó. Thì các cá nhân này sử dụng các văn bản tài liệu liên quan thân nhân tôi để phân tích, bình luận, đánh giá phản biện vô căn cứ. Đó, phản biện vô căn cứ nha mọi người. Định hướng dư luận theo hướng không tích cực, như tạo ra những câu nghi vấn vô cớ nha mọi người, không khách quan của cơ quan tiến hành tố tụng và tự nhận định là các cơ quan nhà nước, đó là quan không khách quan, đó là nhà nước không khách quan đó mọi người. Từ những phân tích đó đã gây ra những tranh cãi, nghi ngờ, bình luận, đánh giá, tranh cãi, mục đích trực tiếp làm ảnh hưởng đến việc quyền lợi sử dụng đích đáng của tôi. Võ Thị Hồng Loan là người đại diện theo ủy quyền của tôi, bà Nguyễn Thị Minh Thái cũng cùng các nhân viên gia đình tôi đang sinh sống tại nhà tôi, địa chỉ số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, trong khi chúng tôi đang là đương sự trong vụ tranh chấp thừa kế. Đặc biệt những phân tích vô căn cứ còn được ủng hộ, được tương tác, lan truyền với tốc độ rất nhanh và liên tục mỗi ngày, khiến cho dư luận càng quan mang và đặt ra nhiều nghi vấn, làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của cơ quan tiến hành tố tụng. Đó là một cái nha mọi người. Em đọc chữ á, còn thua em ngồi em nói chuyện nữa. Em nói thiệt,
Tiếp nha mọi người. dù cá nhân tôi cố tình né tránh để pháp luật bằng cách không trực tiếp nêu rõ họ tên chúng tôi, mà dùng các biệt danh như nhà số 5, hờ lờ, con võ, con vô ơn, con tu hú, võ thị con, rồi chị đại, ni mã lai, rồi ni ma cô, rồi quả đen. Họ tiếp tục tiếp cận thông tin và mà các cá nhân này đang lan truyền thì đều lớn lên chưa? Đều hiểu họ đang ám chỉ chúng tôi, Võ Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Minh Thái và các thành viên trong gia đình đang sống tại địa chỉ số 5 Đoàn Thị Điểm, quận phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bằng văn bản này, tôi chính thức khuyến cáo đến các cá nhân đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như trên cần phải dừng ngay những hành động đó, không sử dụng các giấy tờ liên quan tới thân nhân của tôi để phân tích trên không gian mạng làm ảnh hưởng đến bí mật đời tư của cá nhân tôi, không sử dụng nickname, biệt danh để né tránh chế tải rồi đưa ra những thông tin gian dối, xuyên tạc, sai sự thật, làm ảnh hưởng đến tinh thần, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tôi và các thành viên trong gia đình của tôi như trên. Không lan truyền các bài viết, bài phân tích, các đường link có nội dung nói về bí mật đời tư của tôi và hoặc kèm theo các tài liệu tôi đã nêu trên. Trường hợp như sau, thư khuyến cáo này mà các ông bà vẫn cố tình bất chấp lời khuyến cáo của chúng tôi là các ông bà đang cố tình bất chấp quy định của pháp luật để thực hiện hành vi xâm phạm quyền lợi ích chính đáng của người khác. Tôi thì buộc lòng tôi sẽ có biện pháp pháp lý mạnh hơn. Tôi sẽ tố giác đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để yêu cầu được bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Người nguyên cáo và cảnh cáo là Võ Thị Hồng Loan, ký tên. Đó, thì em đã đọc hết ở mọi người. Em đọc, trời đó, nó dài còn hơn chữ dài. Nè, cái chữ nhỏ xíu vậy cô chú thấy không? Cái chữ nhỏ xíu à, mà em phải dán, em cố gắng em đọc. Mà hai bức thư là hai bức như thế này. Đó, mà làm cái này là đúng. Cho cái lũ kền kền nó vô nó nghe, hiểu không? Nó vô nó nghe để nó biết. Nó biết là những cái gì mà nó lên nó nói xấu người ta, thấy không? Lên nói xấu Hồng Loan. Mà Hồng Loan đâu có làm gì đâu. Bà Sáu nó sống nói xấu bà Sáu đi. Bà Sáu có đẹp đâu. Bà Sáu đâu có đẹp đâu, sống nói bà Sáu. Đấy, bà Sáu là người sống dơ, sống tồi, sống không đúng. Đó, ở nhờ tranh giành nhà, sống nói bà Sáu mà nói Hồng Loan. Đó, hôm nay Hồng Loan lên tiếng và Hồng đi lên tiếng để cho mọi người biết là những cái kẻ mà đang mà lên vu khống á. Em nói thẳng ra luôn là Quấn Bình Dương rồi thằng Khám Tử Cung. Đấy là hai người. Với con mì xào củ chuối là ba người là lên chuyên nói về Hồng Loan, Hồng Ni và bùm bùm với thằng đạo diễn Đức L núp lùm nữa. Thằng Đức L thì ít có người xem đó mọi người. Cái thằng này là thằng núp lùm núp bóng á để mà nói. Chứ thật sự ra không gian mạng này á là Đức L là cái thằng xạo nhất. Đi vô nhà Hồng Loan ăn cho đã, cuối cùng không được đó, đem Hồng Loan kiếm tiền không được, đi ra chửi Hồng Loan. Đó thì cô chú nhìn là biết, cô chú biết rồi, toàn là cái thứ gì đâu không à, không có thứ bảy chủ nhật. Bởi vậy em nói thì cô chú coi có đúng không. Đó, bây giờ môi Hồng Loan với Hồng đi ra chửi. Đó, chửi là cái vụ ở Malai đó, thì mọi người yên tâm đi, câu chuyện Malai chưa có mà hồi kết đâu mọi người. Còn rất là nhiều câu chuyện, nó còn dài, còn hơn chỉ dài nữa. Cô chú coi để coi em nói đúng không. Tại vì bây giờ Hồng Loan á còn một cái manh mối nữa thôi, là Hồng Ni sẽ biết được ai là người mà
đưa ra thông tin Hồng đi, thì tìm cái người đó thì nó sẽ đẻ ra cái người khác, và nó sẽ đẻ ra người khác, và nó đẻ xe người khác, thì nó đẻ từ qua Malai mà về tới Việt Nam luôn. Đó là lòi tất cả mọi thứ luôn, không chạy đâu cho thoát hết. Thiệt, cô chú coi thử em nói coi có chạy đâu cho thoát. Thì em đang nghi ngờ một người, là một cái bà này đó, là bà này rất là thân với Hồng Ni luôn. Đó, bà này là tên Thảo. Bà này coi chừng là có trong đường dây nha, có trong đường dây mà đưa thông tin Hồng Ni đấy. Tại vì bà này hồi xưa là cũng có qua lại với con bé Mộng Cầm rồi. Con bé Cầm là con của Hồng Ni. Đó cũng mà dụ dỗ Hồng bé Cầm, mà đưa tiền bé Cầm rồi cho tiền bé Cầm, là cuối cùng hỏi Hồng Ni thông tin Hồng Ni. Đó, có không cô chú? Hỏi Hồng Ni đi, có không? Hồng Ni có lên nói. Và video em cũng đang còn ở trong đây. Đó, thì lúc đó là Hồng Ni chưa có về, Hồng Ni còn ở bên Malaysia. Em có làm một cái video như vậy. Đó là Hồng Ni còn ở bên Malaysia, là chưa về đây. Sau này 2 tháng 9 Hồng Ni mới bước chân về tới đây. Em nói cho cô chú biết luôn. Đó, phải không? Thì tất cả mọi thứ bây giờ là đang còn một người nữa thôi. Đừng bao giờ này con mì xào là cái con mà lên nói Hồng Ni với Hồng Loan nhiều nhất. Đó, thì Hồng Loan phải cẩn thận đeo bám cái con mì xào này. Nếu mà sơ hở cái là chụp con mì xào này đưa nó vô T30 luôn, chứ khỏi cần phải nói. Đấy, con mì xào là cái con mà đang mà dẫn dắt câu chuyện mà của Hồng Ni mà. Con mì xào nó đang dẫn dắt câu chuyện của Hồng Ni, để cho những cái lũ cần cần kia đi vô nói y chang con mì xào. Đó, thì cô chú coi những cái gì mà em nói ngày hôm nay. Đó là coi ai là người mà đúng, ai là người sai. Đó, thì Hồng Loan cũng lên tiếng rồi. Thì từ từ mọi người sẽ thấy câu chuyện nó như thế nào. Đó, thì nói chung là hôm nay á, là em cũng quảng cáo thêm cái này nha mọi người. Đấy là những cái đồ mặt hàng của em, là mắt ca nè, rồi mặt ong nè, rồi nghệ đó, nghệ mặt ong đó mọi người. Nói chung là tinh hoa nghệ đó, tinh bột nghệ là dùng cho đau bao tử nè, rồi đau bụng nè, đau dạ dày nè, rồi mặt mày mình mà không có hồng hào đó, mình uống vô, mình nhai vô thì nói chung là nó đẹp da nha mọi người. Đó, giờ hạt điều nè, đó hạt điều em có sẵn luôn nè mọi người. Đó, khu bò mà tẩm nè, rồi hạt ốc chó nè. Đó là tất cả mọi thứ. Thì cô chú cứ vô số điện thoại của em là 0937 663 442, 0936 038 278. Thì cô chú cứ vô số điện thoại này, thì cô chú sẽ gọi Zalo cho em. Đó, kết bạn Zalo thì em sẽ trả lời. Em chỉ có 2 số duy nhất nha mọi người. Đó, 2 số điện thoại này duy nhất thôi. Thì mong cô chú ủng hộ cho em nha. Đó, bye bye mọi người. Thì vô thì em sẽ báo giá cho mọi người luôn ha. Ai thích mua gì ủng hộ cho em. Đó, thì hôm nay em bán để kiếm tiền đổ xăng nha mọi người. Rồi, bye bye mọi người nha.